Bạch Thế Tôn, pháp thâm diệu này hoàn toàn không có dấu vết. Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của sắc chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của thọ tưởng hành thức chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của thanh hương vị xúc pháp xứ chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của nhĩ tỷ thiệt thân ý giới chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của sắc giới chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của thanh hương vị xúc pháp giới chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của địa giới chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của thủy hỏa phong không thức giới chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của vô minh chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, vì dấu vết của pháp không nội chẳng thể nắm bắt được, vì dấu vết của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, chẳng thể nắm bắt được.